Ông bà mình hồi xưa hay nói á, là người khôn ăn nói nửa lời, để cho người dạy nửa mừng nửa lo. Đó, vừa qua anh chị em mình mà có lướt Facebook hay là xem TikTok hay là YouTuber rồi ha. Đó, YouTube á, đó có mấy cái bạn coi như là TikToker, Facebooker rồi YouTuber rồi đó. Nghe cái bà Hằng nói là Bảo Quốc là không trượt phát nào, chưa chi mới nghe nhiều đó cái là bà nói là bà có nhắc đến sư Minh Tuệ nữa đó, cho nên là mấy cái bạn kia vừa mới nghe tới ngay cái khúc đó thôi xồm xồm lên, nào là làm cái clip người trong tù đi nói người đi tu rồi thế này thế nọ, nói chung là nói đủ kiểu hết mấy cái drama đó. Là trời ơi, em mà coi Facebook mà em thấy gì cái là em bấm nút cho nó biến liền, toàn là cái gì thứ gì đâu không, đặc biệt là mấy cái TikToker, Facebooker mà dạng như làm cái clip mà không có tìm hiểu rồi ăn theo cái xu hướng để mà kiếm tiền tiền bẩn, cái kiểu nó vậy em ghét mấy cái loại như vậy. Giống như mấy thằng thợ nó nói em ngưng chà lựa vậy mà hôm nay nó cũng mót mót ra đâu đó, nó cũng chục con chà lựa anh chị em à, hàng đẹp lắm luôn nha anh chị em nha. Ngày hôm qua anh chị em mình thấy rồi, bữa nay đẹp hơn nữa, bữa nay có lựa đuôi, nói thiệt chứ có mấy con mà đuôi đuôi nó chắc cũng cỡ cỡ, nếu mà đo ra chắc cũng cỡ cỡ 18 á, mà em lười quá em không có thời gian em đo anh chị em à. Đó em cứ quay cho anh chị mình xem ưng cái mẫu nào em giao mẫu đó nha. Thì hiện tại là ở đây là có 8 con, tại có hai con hàng độc á thì em để riêng, em không có để trong những cái chuồng này em sợ bị nhầm á đó, cho nên là em để riêng. Thì tạm thời là em để 8 cái con này nè, từ số 1 tới số 8 nha. Đó, 220k một em nha anh chị em nha, không bao ship, chim chưa ăn cám nha. Đây, con này con số 1 nè. Đây con số 1 nha anh chị em nha. Đó, anh chị em cứ bình tĩnh, em sẽ quay và em sẽ thuyết trình cho anh chị em mình nghe nha. Đó, thí dụ như có mấy bạn nào mà trẻ trẻ mà nghe xong rồi kêu là ông này ông bán chim không lo bán chim mà ông nói nhiều quá, thì mấy bạn nó thông cảm giùm nha. Đó, cái này là mình đang nói chuyện người lớn với nhau. Đó, cho nên là mấy bạn mà có trẻ trẻ có nghe thì bỏ qua lướt qua giùm nha. Con số 2 này tướng nó cũng đẹp nè, con số 2 là tướng cũng dạng như kiểu cổ dài nè, cổ dài và nhỏ nè, con này nè. Đó, mỗi ngày là một cái niềm vui nha anh chị em nha, mấy bạn nhỏ nha, mỗi ngày là một niềm vui. Đó, con này con số 2, con này con số 3. Đó, cái con mà em nói là đuôi đuôi chắc cũng cỡ cỡ gần gần 18 gì em không có đo, là cái con số 3 này nè. Đó, đây số 3 nè. Với lại anh chị em biết sao không? À, ngày hôm qua em đi ngang qua bên chỗ đường Lê Hồng Phong ngoài quận 10 á, em ghé em mua cây cầu để cho gắn vô cái lồng chim á, đánh vô cái lồng họa mi này nè. Đó, chút xíu em ra em họa mi máy ra để cho anh chị em mình xem. Đó, em mua cây cầu gạo á, em ghé chỗ chị Phượng á, chỗ chị Phượng mà cùng thời với lại chị Đào với bà Tám Thuận Kiều rồi đó. Em ghé chỗ con này con số 4 nha, nó nhiều chuyện quá, con này con số 4 nha. Đó, anh chị em biết sao không, từ từ đó, lý do nhiều chuyện nó khác. Em ghé mua cây cầu đó để em về em gắn vô cái lồng họa mi, cái em thấy ở đâu đó nó cũng sáu sáu bảy con chà lựa giống giống như em này nè, nói chung là cũng giống giống thôi, chứ còn nhiều khi mình ở đây mình bán mình nói mình đẹp hơn thì nó cũng kỳ đó. Mình nói đại khái là cũng giống giống như em đi. Cái mình hỏi cái thằng bé mà nó phụ bán cho chị Phượng á, mình hỏi là bé 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 chè lửa này bao nhiêu tiền con nè, cái nó quay qua 350, 350. Trời ơi, ủa không lẽ cái lô này mình đem ra mình nhờ chị ơi chị bán giùm em đi, trời ngon ghê chị ơi. Con này có số 5 nha anh chị em nha, con này có số 5 nha. Không, em nói thiệt nha, anh chị em nào mà không tin hoặc là anh chị em nào ở quận 5 quận 10 mà gần gần á, chạy ra chỗ chị Phường hỏi, em mà có nói sai á lên đây em tặng hết chim cho nha. Đó, đây con số 6 nè. Đó, hàng đẹp lắm nha anh chị em nha. Đó, lựa bữa nay rất đẹp lắm, có 8 con này rất là đẹp, còn hai con thì nó là dạng như là độc lạ rồi, cho nên là em để riêng ha. Con này con số 7 nè, con số 7 tướng mini nha. Đó, anh chị em nào mà cứ xem cái tướng, xem cái dáng, nhìn cái số đó nhớ alo lại dùm cho em nha. Con này con số 8 nè. Đó, đây nè, con số 8 là ngon ngon lành cành đào không? Đứng cứng khừng luôn anh chị em à. Đó, mỗi ngày là một cái niềm vui nha anh chị em, chịu khó lưu ý nhớ nhớ giùm em nha. Rồi bây giờ em sẽ quay hai con hàng độc cho anh chị em mình nè, đừng có tắt máy nha. Rồi đây là cái con hàng độc mà em nói nè, con này đẹp lắm biết sao không, con này là anh chị em nào mà mua hai ba con là em tặng cho con này, em không có tính tiền nha biết sao không? Chân tay móng cặn là mọ là đầy đủ hết, không có bị gì hết, có một cái sinh nhan nó bị mờ thôi đó, cho nên là anh chị em nào mà có nhu cầu bảo tồn hai ba bé gì đó thích thì em sẽ tặng bé này cho anh chị em nha. Hoặc là anh chị em nào mà lười thì chút xíu nó em đem ra ngoài cái chỗ đất trống ngay chỗ gần gần nhà em cho nó
sống với tự nhiên đó. Cái con này là hàng độc lạ Bình Dương cho nên em mới tách riêng ra nha. Đó, con này anh chị em nào mà cứ mua hai con hay ba con gì đó thích thì em sẽ tặng cho anh chị em mình nha. Rồi, đó, đây là cái con độc lạ thứ nhất, con độc lạ thứ hai nè, tiếp theo nè, đừng tách nha. Đó, cái con này là cái con độc lạ thứ hai, con này nó rất là siêng tạch. Đó, tạch rất là lớn luôn. Cái con này á mắt móng mỏ tay chân là đầy đủ, tướng rất là đẹp, tạch rất là to. Anh chị em thấy cái ức của nó không? Con này là ức điểm nha. Ức điểm trắng nha anh chị em nha, nguyên cái viền ức của nó luôn, điểm trắng rất là đẹp. Đó, tạch thì khỏi phải chê rồi, đuôi cũng rất là đẹp ha. Đó, lên cầu đứng tướng coi như là bao đẹp luôn anh chị em à. Con này nè. Ở đây để em canh. Còn có em bắt ra cho anh chị mình xem cái ức của nó nha. Cái ức điểm á, ức điểm trắng 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 nè, coi lên cầu nè. Đó, tạch đã không? Con này anh chị em mình về nuôi sô sô nha. Đó, anh chị em thấy cái ức của nó không? Này, cái ức điểm trắng rất là đẹp luôn. Đó. Hàng này anh chị em về nuôi sô sô nha. Để cho anh chị em mình giá mềm thôi nha. Đó, giá mềm thôi, nuôi sô sô nha. 400 cành nha, con này nè. Đó, anh chị em thấy không? Chân tay rất là đẹp ha, móng cặn đầy đủ, đuôi đều nha, đẹp nha. Tạch thì khỏi chê rồi, nãy giờ nó tạch thì anh chị em mình khỏi chê rồi ha, khỏi nghe. Ấy, xin lỗi, nghe rồi khỏi cần chê nha. Đó. Ức điểm trắng nha. Đó, 400 cành cho anh chị em mình về nuôi sô sô nha. Khoan đã, em chụp hình cái ức. Ủa lộn, chụp hình cái con này cái đã. Đấy. Ôi trời trời trời. Đứng qua bên kia để chụp hình cái coi. Ây ây ây, nó nghe nè. Em đang quay cái clip nó hơi lâu tí xíu anh chị em mình thông cảm nha. Biết sao không? Biết vì sao mà em quay lâu? Cái thứ nhất em quay lâu để em kiếm tiền thêm ở trên YouTube anh chị em à. Đó, cho nên là em quay hơi lâu á, giờ lại nói hơi nhiều á, anh chị em thông cảm giùm em nha. Rồi, em mới chụp hình con này xong. Nó đẹp lắm mọi người ơi. Đó. Rồi, đó. Nhớ giùm em nha. Cái con này là con ức điểm nha, 400 cành nha. Đó, về nuôi sô sô nha. Đợi đi xíu, rồi bây giờ em cho mi mái ra lồng cái em quay cho anh em mình nha. Rồi. Đây là cái con hỏa mi mái mà em nói nè, con này rất là to nha anh chị em nha. Con này to lắm, chân tay móng cặn là đầy đủ nè. Đây, con này là đang ra lông đuôi nha. Lông đuôi nó ra đang ra tầm tầm khoảng chừng 3 tới 4 phân nha anh chị em nha, 3 tới 4 phân thôi. Đó, lông đuôi đang ra nha, con này rất là to. Con này xùy rất là nhiều nha. Con này để em coi cái mắt của nó coi. Mắt rất là đẹp, con này rất là phải nói là rất là dữ chim nha. Mắt mắt hạt đậu xanh nè anh chị em nè. Đó, anh chị em thấy cái mắt không? Mắt rất là đẹp luôn ha, mỏ đẹp luôn ha. Họ chân tay móng cặn rất tuyệt vời ha. Đó, con này để cho anh chị em mình giá chỉ có là 1.050.000 thôi nha, 1.050.000. Và tất cả những cái dòng chim mà em đang quay để cho anh chị em mình bảo lưu á, là em không có bao ship nha anh chị em nha, em không có bao ship nha. Còn anh chị em nào mà ở tỉnh thì nhớ ngân hàng lại dùm cho em nha. Đó, con này rất đẹp nha. Đó, trần tay rất đẹp. Con này lông, tất cả lông nha, tất cả lông là mới hết. Đó, chỉ còn cái bộ đuôi này. Bộ đuôi này thì anh chị em mình chịu khó về cho nó ăn mồi tươi nhiều vô. Đó, thí dụ như là dế nè, cào cào nè, dế cào cào đó. Bộ đuôi như con này á, thì nó tầm tầm khoảng chừng, nếu mà như em nuôi tầm tầm khoảng chừng 2 tuần thì hơi quá, có thể là 3 tuần. Đó, 3 tuần hoặc là 1 tháng là nó sẽ ra đủ cái bộ lông đuôi nha. Và anh chị em chịu khó nhớ nha. Đó, chim này là chim bội lỡ, xùy nhiều, không tạch lỗi, ăn cám gà nha anh chị em nha. Đó. Rất là tuyệt vời nha. Đó, bộ rất là to nha, hoại mi mái nha anh chị em nha. Giá chỉ có là 1.050.000 nha. Đó, không bao ship nha, nhớ giùm em nha. Và ở tỉnh thì nhớ chuyển khoản lại giùm cho em nha. Đó, hoại mi mái, nhớ giùm cho em nha. À quên đó. Em có con than thuộc chim Đắk Nông của ông anh á. Ông anh ông nuôi chắc cũng bắt đầu nó vô mùa thứ hai rồi đó. Thì hôm nay là ông nói ông gửi lên cho em nè, để coi như là anh chị em nào mà có nhu cầu bảo tồn á thì quay cái clip gửi cho anh chị em mình. Không biết là ông gửi lên mấy giờ đó. Thì trước tiên là sáng ngày hôm nay thì em quay cho anh chị em mình xem 10 con chè lửa ha, với lại con hoại mi mái này, rồi còn hoại mi trống với lại hoại mi mái ngày hôm qua đẹp á, thì khách nó mua rồi nha anh chị em nha. Đó, thì hôm nay là con chim này giá rẻ. Rồi, bye bye và xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị em ở trong một cái video tiếp theo. Anh chị em nào mà chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ, và anh chị em nào mà chưa tặng cho em một like nhớ tặng cho em một like, nó hoàn toàn miễn phí không có tốn tiền nha anh chị em nha. Rồi, bye bye và xin chào, hẹn gặp lại.